Xin chào cả nhà. Hiện tại Kha đang có mặt tại đất nước Đài Loan. Kha đang đi vào khu chợ nổi tiếng nhất Đài Loan ha. Khu chợ này rất là lớn ha cả nhà. Hiện tại Kha đang có mặt là tại thành phố Cao Hùng. Đây là Đài Nam ha cả nhà. Khu chợ mà Kha đang dẫn cả nhà mình vào tham quan á. Chợ này có tên là chợ đêm Lục Hợp. Chợ đêm này là rất là nổi tiếng và lâu đời nhất ở Đài Loan ha. Với nhiều món ăn đường phố nổi tiếng, khi mà Kha hoặc là khách du lịch mà đến đặt chân đến chợ đêm Lục Hợp Cao Hùng này thì Kha rất là ngạc nhiên, không có một chiếc xe nào mà để mình lãng quảng vô đây ha cả nhà. Hiện là tại là Kha đang đi vào khu chợ đó. Kha đang quay là mình đang đứng trước cổng nè, nó hai bên, một bên tay trái và một bên tay phải. Thì trước mắt là Kha sẽ đi vào bên tay phải trước. Thì đó cả nhà thấy đồ ăn rất là phong phú nha. Đường xá rất là sạch cho cả nhà. Đặc biệt hơn là các gian hàng còn bày tiện các bàn ghế ra mặt đường để du khách mình có thể dừng chân nè, nghỉ ngơi. Khu chợ này nếu mà cả nhà mình đi mà mình tham quan mà để hết bên hai bên, mình đi một đường xong mình quẹo lợn đường là hai đường đó cả nhà, rồi bên phía tay trái nữa là tổng cộng 4 đường á. Là nếu cái nhà mình đi mà ghé không, là nếu mà Kha không nói nhầm á, là khoảng 3 tiếng đồng hồ chưa xong cái chợ cả nhà. Rất là lớn luôn, lượng khách tham quan thì rất là thấp nha. Còn mà lượng khách mà địa phương á, là người dân Đài Loan á, là chiếm là tỷ lệ là khoảng 80%. Tại Đài Loan cũng mới phát triển khách du lịch đây cả nhà. Khi mình đi mỏi á, thì những cái bàn mà tại quán họ để cho mình ngồi á, thì mình ngồi đó rồi mình ăn uống nghỉ ngơi. Còn mà nếu mà mình muốn đi á, thì mình đi ăn món này mà chắc chắn là cả nhà ăn không bao giờ hết, nó đủ món hết. Chỗ này là Kha đang đặt là thế giới ẩm thực các nhà, nó rất là đa dạng luôn. Cái nhà cùng Kha tham quan chợ đêm Lục Hợp tại Cao Hùng, đất nước Đài Loan ha. Phong tục của người dân Đài Loan á, là nó khác với người Việt Nam mình hay cả nhà. Buổi sáng của người Việt Nam mình á, là mình thức dậy là mình tập trung mình ăn uống cho đầy đủ chất. Rồi buổi trưa thì mình ăn nhẹ, buổi tối có thể là mình có nhiều người thì cũng ăn nhẹ, có nhiều người là không ăn luôn ha. Còn trái ngược lại với người bản địa Đài Loan á, là buổi sáng là họ ăn rất là nhẹ luôn, buổi trưa họ ăn nhẹ luôn, họ tập trung vào là buổi tối là họ không có đi nấu ăn tại nhà cái nhà, là gia đình là họ đi ra ngoài khu chợ họ ăn cho no, họ tập trung họ ăn uống vào ban đêm không mà. Nên cái cách sống của người Đài Loan á, nó khác với Việt Nam mình, nên nó có những cái khu chợ đêm á. Và đặc biệt ở Đài Loan á, là khi cái nhà cái đi qua tham quan á, là không có bán hàng rong ngoài đường ha cái nhà, nhớ tập trung vào, nó có tập trung vào từng khu. kia à? Không. Thịt con ghẻ con con cả cua. Quá trời bán luôn. Phải mà có đây mình cũng chắc không có nấu ăn. Em biết không? No. Đi vòng thấy là thấy muốn lối. Cái mùi chiên đó, anh muốn điện anh cũng đâu biết số đâu điện, cũng đâu có điện. Nè mở Zalo đi. Không, đâu được đâu. Pháp rồi sao em có Zalo đâu mà em điện cho anh. Rồi em bán 10 tiếu mình vậy nè. Chỉ cho được cơm như vậy. Tôm bún muối gì á. Thế giới ẩm thực. Không kịp luôn. Sườn. À, sườn. Ngon không? Giống như thịt nướng, giống như làm vịt vậy. Nướng. Giống How much? One plate 200. One plate 200. Three plate 500. 100. 200. 200. One plate. One plate. Đủ luôn. Gói 200, 3 gói 500. 200 loại tỏi. Good. Tỏi. Bây giờ đó, cô cứ đem nguyên cân nhiêu là mất. Có mua không? Em đưa cho cháu không? À, em ăn thử rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn nhiều lắm rồi. Thích muốn nói nè. Thôi ăn bùa bùa. Với em mua hải sản thôi, em mê em thích hải sản thôi. Bán sao? Cũng ngon á. Ngon nè. Khát nước. uống thử trà sữa đi. Chè rồi ngon dữ rồi. How much? How much? Salmon. À, salmon. Cái là 60 là chưa được 100. 100 là 80.000. Này là 40.000. Cái gì trời? À. À, lòng gà. Này 200 bò nữa. Bò nữa không? Bò nữa không? Bò quá tươi luôn. Chút vi tính uống miếng không? Để em thử. Bé đi nửa phần nữa à? Trời, tôi cũng đây mà rẻ. Mua thì mua chứ. Ba trăm đi, 300 là 240. Đây khơi rồi. Giá cái khơi này trong đây chờ. Cái gì chạy? Hello, đi hả? Đến rồi. Rồi đi vòng nó kiếm gì uống. Cam 50. Trà chanh với đào. Bây giờ kêu gì uống đi. Cái cam vừa chanh luôn đó, cho banh bao tử. Quả kìa, cái cây này. Mùa sau 10-70. Ép vào đủ. Chỉ không cố. Mỹ hảo à. Tôm hùm đất. Nướng điện. Trà, trà chanh. Này mà kiểu. No. Bao nhiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Một chục là 40.000. Wow. Không mực ngon. Không mực ngon, một nãy nhỏ kia mua con nó 150. Đến đây còn nó 150 con mắt. Con mắt bây giờ nó đầy đồng tiền bên đây to sao được. Bán giá phải chăng. Cua, đồng sái. Cái gì đây em? Tôi cho xem này. Cái gì kìa em? Bởi vì Jack Lin. Chè trái cây. Chín rưỡi. Giờ tụ thúi lơ mới là bắt bán, đang có bán. Đài Loan. Sườn non. Cái gì vậy? Chích rồi. Chích đứt. Đúng cái đồ. Đây tới chợ đồ. Bệnh tiền quái rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Đưa sao chạy. Miếng lương á, cơm chợ mới cơm lương quý ai như anh đó. Như thế luôn. Để kiếm gì uống rồi ngồi về. Anh là đậu mực. Kêu một ly đi. Nhưng mà tia 60. Coi lại. Bán gì? Trà sữa. Hả? Trà sữa. Trà sữa. Đâu em? Này em nào? Kem dụng có gì không? Chân dây nó nghe cái mùi là biết rồi đó, nó hú thúi đó. Đầu hôi hôi. 80. One. Yeah. Spicy okay? One. Okay. 80. 80 money. Stay night. Okay, thank you. Thank you. Đợi. Bây giờ.